2 chứ giờ thích kiện. Chào các bạn, mình là Thánh Tiên Ti. Và hôm nay mình sẽ review em mình nha các bạn. Các bạn sẽ xem. Em mình có nhiều đặc điểm đó các bạn. Như là sẽ thích xây nhà, sẽ thích em mình rất là thích xây nhà, thích trồng vườn hoa. Là cái gì đó mà sẽ hôm nay mình sẽ review em mình. Ok. Em ơi. Nghe à. Ok, để mình trước nghe các bạn ơi. Ok, hôm nay mình sẽ review em mình và mình sẽ em mình có rất là nhiều sở thích như là trồng hoa hay là cái gì đó. Bây giờ mình sẽ cho mấy bạn xem. Đây, đây là em ở đây. Ai ai thấy em mình ai thấy em ai thấy em nhi mình đẹp gái cho mình một like. Ok. Em mình rất là rảnh các bạn à. Mà em mình à, ở không là thích ở không là vô xây nhà thôi à. Em mình chả thích xây cái gì cả. Nhưng mà mình thì cũng làm biến xây nhà. Mình chỉ thích phá hoại thôi. Oh wow. Yay. Yay. Yeah. Con nói không nghe. Chắc phải. Ok, để mình chút.